anh lên đây, anh cũng chả có cái gì, anh biếu em để em với anh em nhá, cố gắng học nhá em nhá. Nhìn thông minh ấy nhờ. Cố gắng giúp nhá. Dạ. Giúp ông bà chăm sóc ông để cho ông ấy được ăn ngon hơn nhá. Dạ. Thế thì anh Trình bảo là muốn làm nhà ghép đúng không? Thế nhưng mà làm nhà ghép như này thì giống cái nhà chú ấy. Đấy. Cái nhà chú thì chú bảo là làm nhà. Thế thì người to thì không ra, lấy định ra ở đây sợ. Và vừa rồi thì anh cũng có nghe ông với Hải kể với anh bảo là có ai bảo là không muốn cho các em làm nhà trên này sao đúng không? Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Hôm nọ thì cũng có rất là nhiều bác cũng có thắc mắc với cháu Lực là cái đất của đất đấy thì là có phải là đất của nhà các em không hay là đất mua. Cái điều đấy thì không có phải cô bác nhá. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đây rồi, hôm nay thì nhìn sử thì có vẻ là rất là sáng sủa nha. Vâng. Đây là những cái bộ quần áo hôm nọ anh em mình đi, hôm nọ anh em mình đi làm gì nhỉ? Đi mua nồi cơm liện đúng không? Vâng. Anh em mình mua đúng không? Vâng. Đấy. Và hôm nay thì cháu Lực tiếp tục lại lên trên nhà của nhà ba ông cháu cô bác là muốn ghi hình lại một cái thước phim. Phải nói là dường như là có một người nào đó là có thể là nói ghen ăn tức ở với nhà ba ông cháu sao cô bác ạ. Như em Sử thì cũng có nói qua với cháu rồi. Và một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói về cái điều này sau. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ba ông cháu đi coi lại cái phần đất ở trên kia một lần nữa cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi cái thước phim này. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng có một ông anh là vừa làm bên gỗ này, xong lại vừa làm bên xây dựng này. Và cháu Lực có muốn hỏi anh là cái phần đất ở bên đấy nếu mà để làm xây để làm một cái ngôi nhà xây cho các em thì có được không cô bác nhá. Và cho cháu Lực xin được nói thêm một lần nữa là hiện tại cái số tiền của kênh bạn Trình với lại cháu Lực thì là chỉ đủ để làm một cái ngôi nhà ghép thôi, nhưng mà có một số cô bác cũng có nói với cháu Lực là muốn giúp cho các em có một cái ngôi nhà xây bằng gạch đá, bằng bê tông lên cô bác nhá. Như Sử với Hải với ông thì cho anh hỏi thêm một lần nữa, các em thì muốn làm một cái ngôi nhà như kiểu nào? Nhà xây ạ. Làm một ngôi nhà xây à? Vâng. Thế còn em Hải? Em muốn chọn cách của anh Sử ạ. Theo cách của anh Sử à? Vâng. Rồi. Và bây giờ thì quý của bạn Trình với cháu Lực thì chỉ đủ một cái ngôi nhà ghép thôi cô bác. Và có một số cô bác ở bên Mỹ thì cũng có bảo với cháu Lực là muốn giúp cho các em làm một cái ngôi nhà xây. Bây giờ thì có thể nói là nếu mà các bác gửi tiền cho bên kênh của cháu Lực rồi thì cháu Lực sẽ cùng bạn Trình là hai anh em tiến hành là kết hợp lại với nhau để cháu giúp cho các em làm một cái ngôi nhà bằng xây. Nếu mà bây giờ cái phần kinh phí đấy không có đủ thì là sẽ làm bằng một cái ngôi nhà mà bằng bây giờ nếu mà phần kinh phí đấy không có đủ thì sẽ làm một cái ngôi nhà ghép như kiểu nhà chú ấy. Đấy, các em có biết là nhà ghép không? Đấy, nó sẽ như ngôi nhà của chú đấy. Đấy, còn bây giờ thì ba anh em mình lên phim một tí đấy nhỉ. Đấy, hôm qua thì chú có chặt ở phần kia đúng không? Đi. Ông thì không đi ghép à? Thôi rồi. Chú Hải thì có những bộ cọc thì sao không mặc? Hả? À, để đi học à? Bế phát nào xem được không? Hải thì chắc là rơi đâu đó độ tầm là hơn 20 cân một tí nhờ. Đấy, bây giờ thì đi. Cái ông anh mà đang đi vừa rồi các em thì với lại anh mà chuyên về xây dựng cô bác thì đá lên cái trước rồi. Vừa rồi thì cháu Lực có một số cô bác điện cho cháu Lực thì cháu Lực có ở lại nghe điện thoại một chút. Ôi, Sử đi đâu rồi? Sử đang kia à? Cái cây này thì chặt để làm gì? Chặt để làm chú làm nhà à?
Và dạ thưa cô bác, chặt là có thể chặt 3 cây sau mọc này vào thì nhìn rất là thoáng luôn. Dạ thưa cô bác, còn đây là cái anh mà gọi là biết, anh mà làm về xây dựng này. Qua mắt của anh nhìn thì bây giờ cái chỗ này thì nếu mà làm cái ngôi nhà xây ở đây thì có tiện không anh? Nhưng mà nói chung là cái làm thì vẫn ok, mà cái này là làm chăn nuôi này, xong bắt đầu lại cái làm cái nhà bếp riêng với lại một cái nhà bằng gỗ riêng ấy để cho em ấy chăn nuôi. Còn phần nhà xây thì mình làm có thể vào tận gốc bên kia, còn phần bên này để còn đường đi nữa, xong này làm cái vệ sinh bên này. Xong bên này là mình có để sân, để xe với hành lang này nọ nữa. Vâng. Trong cái chỗ này thì cháu Lực nhìn thấy là vừa mới chặt 3 cái cây sau mọc này ra đấy cô bác. Thì nhìn trong rất là thoáng luôn. Còn ở dưới này thì cũng có thêm là vài cái cúng tre nữa. Nếu mà chặt ở trong chỗ này thì cũng nhìn cho rất là thoáng luôn đấy nhỉ. Còn anh nếu mà bây giờ mà làm cái như kiểu nhà ghép thì rơi đâu đó tầm bao tiền anh có biết không? Nhà ghép thì anh chưa va chạm đến cái nhà ghép. Còn nếu mà về nhà xây thì làm ở trong này thì nó chuyển từ vật liệu từ ngoài kia ra thì nó rất nhiều. Vâng. Rất khó phát triển, rất khó để mình chở vật liệu vào đấy. Còn trong là mình chở vật liệu bên kia mình phải nâng từng tải một thì nó vâng. Khó đúng không? Bây như vừa rồi thì anh cũng cùng em là đi ra từ đường bên kia sang rồi, và cái đường thì nhìn nó cũng hơi là khó khăn một chút đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà chở vật liệu thì xe máy thì chỉ có chở được là từng bao một thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mà làm thì anh nếu mà để làm thì anh sẽ vẽ ở trên tảng trên tờ giấy ấy. Còn nó phải san được đất mặt bằng nhá. Trong bao nhiêu chiều sau bao nhiêu chiều dài bao nhiêu thì anh mới thống kê được cái bản vẽ lên. Em hiểu chưa? Vâng. Còn bây giờ mà tự nhiên mà bảo là cho anh đo đạc thì anh cũng ok thôi, nhưng mà anh bảo đào đến đâu là phải đào đến đấy. Vâng. Bây giờ nếu mà đào cái phần nền đấy thì phải đào ra rộng một chút đúng không? Đúng rồi. Đấy. Còn như ở đây thì là cái rong này thì cắt hết rồi à? Cắt hết rồi à? Đấy, hai anh em thì có vẻ là đang ôm nhau trong rất là tình tứ luôn các bác nha. Đấy, em hai em thích nhà xây hay là nhà kiểu nhà ghép? Nhà xây ạ. À. Nhà xây à? Thích máy phòng ngủ. Thích làm kiểu nhà máy phòng ngủ. Hai phòng ngủ à? Thế là được. Thế là nhà đấy cũng là bình thường. Nhưng mà nếu mà theo anh là cái tính bây giờ anh có thể nếu mà độ mà tính cái tầm giá mà bây giờ hai cái phòng ngủ một phòng khách là gọi là bây giờ cái chiều sâu của nó thì 8m đi, còn là chiều dài của nó sẽ là 12m, thì anh có tính được ra giá tiền của nó không? Ra thì em khi ra nó chỉ lâu có ba tường ăn cao thì nó phải ở trong chúng như kiểu này là mình phải còn là còn ấy nữa chứ. Vâng. Để làm kiểu nào để cho nó hợp lý, để cho các em ấy ở mà sau này mình cũng có cái uy tín để tay nghề của mình đi lên chứ em, chứ không phải là mình làm xong là bỏ đấy đâu đúng không? Vâng vâng. Để còn như anh thì cái nghề xây dựng này thì anh làm được bao nhiêu lâu rồi? 5 năm. 5 năm xây dựng rồi à? Vâng. Thế thì anh bây giờ có một đội ngũ riêng chứ? Anh có chứ. Vâng. Bây giờ anh đang làm trong Hưng Yên. Anh trong Hưng Yên có một công trình à? Ở trong Vinhome Spa 3. Anh thì gọi là ở quê cháu Lực cô bác, nhưng mà đi ra ngoài là làm về cái nghề xây dựng này thì cũng khá lâu rồi, và hôm nay thì anh ấy về thăm gia đình, cho nên là cháu Lực là muốn là cho anh ấy vào hộ cháu Lực là xem liệu xem là có thể tính được ra là cái số tiền mà để làm nhà cho các em thì nó sẽ rơi vào bao nhiêu, là gọi là xấp xỉ thôi. Làm nhà như này thì có thể là nó có thể phát sinh lên rất là nhiều thứ đúng không anh? Có chứ em, cái này là phần phát sinh. Nếu mà ở trong mà mua vật liệu tại chỗ mà đổ tại chỗ thì nó rất bình thường thôi, nhưng mà cung kinh phí mà chuyển từ ngoài kia ra nó phải rơi khoảng 50 triệu riêng tiền công phí. Nếu mà ở trong thành phố mà di chuyển kiểu này mà nhân công nó rất nhiều, em hiểu không? Vâng. Đấy, còn vận chuyển thì ít khi có người làm nữa. Vâng. Quan trọng là những cái thằng mà những chẳng hạn như ví dụ anh ra đây mà anh khởi công ở trong này cũng được, nhưng anh khởi công ở trong này là vận chuyển đến xe ô tô sẽ vận chuyển đến kia, nhưng mà ai sẽ hỗ trợ vận chuyển? Vâng, có nghĩa là nếu mà theo anh là anh làm thì anh chỉ có gọi là chỉ việc bê gạch lên và xay thôi, còn là cái việc vận chuyển đấy thì anh không biết đúng không? Đúng rồi. Đấy, còn cái phần này thì nhưng trong thời gian mà hoàn thiện hết
thì là trong nếu mà vào phi tiền ra đấy chắc 50 triệu chưa chắc đã trôi mà cái phần mà chuyển vật liệu từ ngoài kia ra đây nó rơi vào khoảng nó hơn 2 cây số thì em bảo là em như nào. Vâng, thì gọi là anh em mình có thể tính là nó xấp xỉ thế thôi, và anh cũng gọi là cho em một cái giá mà nó xấp xỉ thôi chứ nó không có vừa gọi là không có bằng được, tại vì là bây giờ anh em mình không thể thể là chưa biết trước được điều gì đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nhưng đến lúc nó lại hơn cũng nên, mà đến lúc nó lại ít hơn cũng không. Đấy, vâng. Như cô bác, tại rất là nhiều cô bác cũng có thể là nhìn bây giờ cháu Lực đang quay là nó sẽ tạo thành như kiểu một cái hùm mà trong rất là hẻo lánh, nhưng mà ở bên kia cũng có nhà này, và phía bên này thì cũng có nhà, cũng có rất là nhiều nhà. Ở đây thì có tổng cộng là bao nhiêu ngôi nhà sử gần đây ấy? Đây á. Ờ. Bên này 2 nhà. Bên này 2 nhà, 4 nhà. Nhà em với nhà chú là 6 nhà. À, là 6 nhà gần nhau đúng không? Vâng. Nhưng mà nó gọi là trong như kiểu cái ruộng bậc thang ấy nhỉ? Vâng. Cái phần này là chặt ra để chú làm nhà à? Vâng. À, cái phần này là để làm cột đúng không? Vâng. Ồ. Đây là của nhà chú à? Vâng. À. Cái chỗ phần đất này thì anh Trình cũng đã lên coi chưa? Anh Trình cũng đã lên coi cái phần đất này rồi à? Thế và anh Trình thì ý kiến của anh Trình thì có ưng cái phần đất này không? Có ạ. Có à? À. Bây giờ cháu Lực sẽ hỏi ông một chút. Lá từng phần lán đi cầm răng nào này mấy gì? Lá từng phần lán đi cầm răng nào này ra? Đúng hả? Lá từng phần lán à? Xe này có cầm một đôi xe này có giam một giam có cầm một tháng. Bố à, lấy đi do dè mà nèo mà. Lên bùi doan à? Bố doan á? Mấy cả xử chưa ra? À, là có cả hai anh em thôi đúng không? À, bạn Trình là lên là có hai anh em cùng lên xem đất thôi. Và cái chỗ đất này thì chắc là bạn Trình là cũng ưng rồi cô bác. Tại vì là ở phần ngoài kia thì thật sự ra để mà kiếm được đất cho các em thì rất là khó. Anh em mình đi ra bên kia đi, ra góc bên kia đi. Để anh góc bên kia anh quay lại xem nào. Bài bác gì? Ui dè tẩy góp, mấy chua. Điểm đúng hai mà. Ui ông thì nấy đi không có đeo dép cô bác. Cái sau mọc này thì có gai này. Ui dồi ôi. Như ở cái phần này thì có đất, có nước ấy anh. Nó chảy hầu như là đến tháng 6. Phần nước này nó khác không sao cả em ạ. Vâng. Đến lúc mình bắt đầu san mặt bằng ở đây xong, đường ống nước này mình sẽ làm cái cống để cho nó thông ra để cho các em nó sử dụng nước vào bừa ruộng. Vâng, cái, okay. Nhưng mà cái nước này chỉ đến mùa tháng 6 thì nó mới có rồi đấy. Nhưng mà cái cống mình vẫn làm để vâng. Cho nước nó đến lúc mùa nó có mình nó chảy đi chứ em. Vâng. Không ảnh hưởng đến cái chỗ mà còn ở đây chứ. Vâng. Còn nhưng mà ở chỗ này là chả có vấn đề gì cả. Toàn đất đá này chả biết có đào được bằng không nữa. Yeah. Toàn đá cục to nay. Nhưng mà theo sử nếu mà để mà đào thì liệu có gặp đá to không? Theo sử nhìn đá đây. Đá này sợ đá nó ở dưới nó còn tàn toàn đá nó cả tảng thì sợ không đào được cái mặt bằng. Vâng. Bây giờ nếu mà theo anh là đào một cái phần nền như này thì rơi vào tầm bao tiền anh biết không? Phần nền thì nói chung là nó phần đá hay là nó nhiều đá hay là ít đá nó rồi cái đấy chứ quan trọng là ở đá thôi. Còn nếu mà vào đất thì nó cũng rẻ rẻ thôi, nó cũng không đắt mấy. Vâng. Như vừa mấy cái chỗ đất mà em chỉ với anh ấy thì là ở cái phần bên kia nếu mà để mà làm nhà thì theo anh là tính như nào? Nó xuống này anh chưa? Theo anh thì cái phần đất mà vừa rồi em chỉ cho anh ấy thì là nếu mà để mà cất cho ngôi nhà thì liệu có bằng ở đây không anh? Bên kia nó sẽ cao hơn. Bên kia nó sẽ tốn chi phí là rất là cao đúng không? Đúng rồi. Tại vì là nếu mà làm ở bên kia cô bác thì phải kè và phải làm cái cột như kiểu là cái nhà của em Quân mà anh chị Quyền Hiển đang làm đấy. Rất là cao, kè phải rất là cao thì mới lên đến tới mặt đường đúng không? Còn này, đấy, còn như anh thì cũng là người ở thôn bản này thì thế mà theo anh thì cái phần đất ấy thì làm ở chỗ này nó sẽ hợp lý hơn, các em Hà làm bên kia sẽ hợp lý cho các em hơn. Làm bên này hợp lý hơn chứ, vừa ruộng vừa trồng trọt với lại vừa chăn nuôi ở đây thoải mái hơn chứ bên kia là vừa không ấy được. Nếu mà ở bên đấy mà buôn bán thì nhà nó cũng không nhà thưa không thể buôn bán được cái gì cả ở đấy.
Với lại tay nghề mà buôn bán bây giờ nó phải là đầu óc linh hoạt lên, như kiểu anh em mình cũng ít khi anh em mình chưa chắc đã làm được ăn ở bên đấy. Đấy xong bắt đầu em ấy đi lại, xong làm cái nhà không này, xong lại vứt đấy không không ra ở, thì lại chi phí đi lại tiền xăng anh em ấy lại đi đi về về, chỉ lại bê gạo từ đây sang bên kia ăn ăn xong lại về đây làm nó cũng chỉ là coi như gọi là cái chỗ tạm nghỉ thôi bên kia. Vâng. Nếu như làm bên này coi như là cái nhà luôn, mà ở dưới có thể là để trâu bò nuôi dưỡng ở đấy, trong đây thì cứ ra đây nấu ăn uống tại đây, đông ngủ nghỉ đây thoải mái mà. Vâng. Vừa trong vườn này, vừa rau lượn lướt nó nhàn hơn nhiều. Vâng. Còn sẽ làm ăn được hơn. Vâng. Còn như em Sử với em Hải, bây giờ thì cái tiền quý của bạn Trình, tiền ký của anh Trình nắm bao nhiêu và tiền quý của canh em canh của anh nắm bao nhiêu thì hai em đã biết hết được chưa? Hai em đã nắm rõ được chưa? Cái số phần mà canh của bạn Trình với lại canh của anh nhé. Đấy, anh Trình bảo là canh của anh Trình thì 95 thôi. 95 à? À thì canh của anh thì có được 18 triệu một chút thôi. Đấy thì nếu mà bây giờ hai cái số tiền đấy để cộng lại vào nhau thì sẽ đủ để đào phần nền cho các em này và làm cái ngôi nhà ghép thôi đấy. Đấy nhưng mà mong muốn của các em thì muốn làm một cái ngôi nhà như nào? Muốn làm nhà xây à? Muốn làm nhà xây à? Có một số cô bác thì cũng có bảo với cháu Lực là bây giờ tiền ký của hai kênh có như này rồi thì các bác sẽ dư góp lại và các bác gửi cho các em để cho các em làm một cái ngôi nhà xây. Như chặt hai cây kia thì có thể nhìn thấy rất là thoáng ở chỗ này ấy. Đấy, chỗ này thì nó sẽ tiện hơn là ở chỗ nhà dưới của các em hơn một chút, là nó sẽ có vừa có cái mạng này cô bác, chứ ở dưới nhà kia thì hầu như là không có mạng đúng không? Đang. Mỗi lần ra bắt mạng là phải ra chuồng trâu đúng không? Đang. Cái dây điện này thì cũng là dây điện của nhà em đúng không? Đang. Đấy, dây điện thì cũng đi qua đây luôn này cô bác này. Thế như bây giờ nếu mà không có tiền, đủ tiền để làm cái nhà xây thì các em có muốn làm nhà ghép không? Không. Không à? Nếu mà bây giờ mà anh đang bảo này nhá, nếu mà không có đủ tiền để làm nhà xây đấy thì cái số tiền quý của anh thì anh sẽ bỏ vô vào nhà băng cho các em để cho sau này các em dùng tới thì các em dùng nhá. Đấy. Chứ bây giờ cháu Lực cũng không biết là phải làm như thế nào nữa cô bác. Tại vì là các em thì muốn làm một cái ngôi nhà mà bằng gạch, mà bằng xây lên. Nhưng mà do cái số tiền của hai canh thì còn chưa có đủ. Thì nếu mà làm cái nhà ghép như các em không có muốn thì cháu Lực sẽ xin phép là dùng cái số tiền đó để cháu Lực bỏ vào cái nhà băng để cho các em có lái ra. Để cho các em sau này độ 2-3 năm nữa các em đi rút thì nó sẽ hơn cái số tiền đấy đúng nhá. Đấy. Bây giờ thì anh em mình đi vào nhà uống nước một chút đi nhá. Hãy rủ cả cái anh mà cùng anh lên đấy đi uống nước một chút. Hãy bật lên là gì? Đấy, ông thì một cái dáng người rất là nhỏ và cô bác trong nhìn ông thì rất là chịu khó luôn. Còn như cái phần bên này thì nếu mà sau này mà có làm cho các em ở bên này thì cái chỗ búng tre này phải chặt ra thì nó nhìn nó mới thoáng được. Nó mới thoáng nhà cửa cho các em. Hải thì sắp cao bằng ông rồi đấy nhỉ Hải nhỉ. Ôi dồi ôi, thành niên này vác bác cỏ to chưa này. Ôi nặng không đấy? Nặng đấy. Tầm bao nhiêu cân đây? 20. Ui, 20 cân mà nặng à? Vâng. Người to đấy mà đòi 20 cân. Chắc là phải tầm rơi vào tầm đó rồi, 40 50 cân rồi các bác. Đây anh nhìn thấy này, nguồn nước ở đây có rất là dồi dào luôn đấy nhỉ. Ở cái phần này thì nhà các em bây giờ thì hiện tại thì nó sẽ gọi là rơi sâu vào hủng tí cho nên là cái sóng điện thoại nó sẽ hơi bị không có cô bác ạ, nó sẽ không có. Như nếu mà mình ở đâu mà không có sóng điện thoại thì mình không có, hình như là hầu như là không có liên lạc được với gì luôn anh nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà vào trong hộp này ở trong này nó
hơn, chứ không có mạng nét này. Cái kinh phí mà học tập ấy, nó có cái mạng đi lên mạng đấy, nó cũng có cái thể là nó hơn để cho mình cầm cái điện thoại để mình học hỏi được lên thêm chứ, đúng không? À, vâng. Đi lên trên mạng nha, mình có thể là học hành ở trên mạng, có khi là mình có thể cái gì không biết, mình cũng có thể không có tiền để làm cái điện thoại, nhưng mà có cái mạng thì mình có thể hỏi được cho bạn bè, như kiểu câu học hôm nay như thế nào, ngày mai như thế nào thì mình cũng có thể làm được. Này anh đi vào nhà đi. Đấy, anh có thể nhìn thấy ngôi nhà của nhà ba ông cháu này. Trong hành lang ngoài hiên thì rất là thấp luôn đó. Trong nhà thì kiểu là nhà nó đã bé rồi đấy, thành ra là trong để nhiều đồ hơn một chút, thành ra là hơi bị lộn xộn. Ở đây là em còn bảo các em là phải là gọn dọn rất là nhiều đấy. Đây là cái bàn học mà hôm nọ em mua lên này. À, như cái bàn này thì hôm nọ em mua ở hình như là ở xưởng nhà anh hay sao, đúng không? Có phải không? Nhưng mà anh ít khi anh ở trong xưởng lắm. Vâng. Thế thì nhìn trong kiểu cách mà đóng thì cũng giống như ở bên anh. Đây là hôm nọ là có nghĩa là các anh là làm xong hết rồi và em là đi chỉ cần em về em tự lắp lại thôi. Vâng. Nhà anh thì có một xưởng ở dưới Cốc Bài nữa. Đúng rồi. Cái đấy là toàn anh em làm ở đấy thôi, còn anh thì anh không ít khi anh ở trong xưởng. À. Anh hiện tại là anh đi ở Hưng Yên nhiều hơn, ở trong huyện nhiều. Cái bàn này hôm nọ hai anh em mang về thì với Hải với Sứ ấy nhở, hai anh em ba anh em mà đóng gọi là lắp ráp với anh, kiểu lần đầu nhìn thấy cái bàn này mà lắp ráp nó hơi khó. Cái này nó cũng là cái ván để ấy mà, cái kiểu như cái ván sa mộc ấy, gỗ sa mộc ấy, cái tấm to để mình ghép, như kiểu lúc nãy anh nói với em ấy, cái tấm đấy là bao nhiêu năm để mình để làm cái bàn đấy. Để mà mặt trên ấy, còn mặt dưới thì có thể là mình cũng dùng bằng cái mặt to, nhưng mà nó không phải nguyên thân. À, hôm trước thì nhà anh có bán thêm là cái bàn mà gỗ ép này, cái bàn nhựa này, nhưng mà chọn là cái bàn bằng hoàn toàn là bằng gỗ đặc luôn. Gỗ ép thì nói chung là nó sẽ là phần nó sẽ đẹp hơn cái gỗ này bình thường hơn, nhưng mà nó sẽ không bền như cái bằng gỗ này em. Vâng. Thế anh đi vào uống nước đi. Xem mặt này chín lắm rồi. Hay lên nhà các em thì có một cái bàn như này để uống nước chè không bác ạ? Anh uống nước chè này anh có cảm thấy vị như nào? Đây chè các em tự đi hái về tự sao đấy. Chè uống nó kiểu cảm giác nó nhạt nhưng mà nó thơm, đúng không? Nhạt nó thơm đấy. Ấy. Nó đây không em đi làm em tự đi hái về làm à, hay là nào? Hay là ông đi lấy? Em đi lấy về. À, chăm chỉ đấy nhờ. Còn em Hải thì nào? Em Hải thì giúp ông phần nào em? Em giúp ông đi chăn trâu thôi ạ. À, thế là cũng giúp ông đi chăn trâu đấy. Vâng. Sắp tới là chuẩn bị là vào học rồi, thành ra là em đi học ở trường nào rồi? Bây giờ đi học ở bên ngay đây à, hay là đi xuống xã? Xuống xã. À, xuống xã là cũng đi xa đấy nhờ. Vâng. Đi một tuần về hay là em đi em sáng đi tối lại về? Sáng đi tối lại về ạ. Ừ, giúp đỡ để cho em anh Hải đi đón để cho anh đi đón nhá. Vâng. Đến lúc về để chú xem là mấy cân nào, được 4-5 cân mấy cân không? Ôi rồi cũng được 33-35 cân không, tầm đấy thôi nhỉ? Em nghĩ là 20 cân thôi đấy anh. Chắc tầm đấy thôi. Thôi thì anh lên đây, anh cũng chả có cái gì, anh biếu em để em với anh em nhá, cố gắng học nhá em nhá. Dạ. Nhìn thông minh ấy nhờ. Dạ. Cố gắng giúp nhá. Dạ. Giúp ông và chăm sóc ông để cho ông ấy được ăn ngon hơn nhá. Dạ. Cố gắng đi học thật giỏi vào. Dạ. Để sau này về để cho nó có công văn việc làm đi, để cho gia đình mình khá giả đi. Chứ như kiểu này là cũng không bằng bạn bằng bè được đấy. Nhưng mà những cái này thì các em ấy lên để giúp đỡ được các em phần nào thì được phần đó thôi đấy. Dạ. Đấy là các nhà hảo tâm. Còn một anh thì là một anh cũng lên đây cũng chả có gì nhiều nên thăm được các em đâu, không phải ngày nào các anh cũng lên được. Cũng là một anh thì nói chung là cũng chỉ theo dõi kênh để anh có thể là anh biết, thì anh cũng thể hỗ trợ các em về phần năng động các em để ăn học này nọ, xong là đến em phải về, xong em cố gắng giúp đỡ ông em nhá. Vâng.
cháu xin chú ạ. Rồi, không sao cả. Đấy, cố gắng học nha. Vâng. Ừ, thôi, uống nước đi, uống nước xong là giúp ông tí hộ ông chăn lợn này nọ đấy em nhá. Vâng. Trông mặt cũng sáng sủa ấy. Yeah. Nhìn mặt em Hải thì nhìn trông rất là thông minh luôn. Còn về em Sử thì mặt rất là hiền lành anh ạ. Hiền lành mà. Anh Sử thì gửi một lời cảm ơn tới anh đi. Người người vẫn hiền lành, Sử hiền lành. Em cảm ơn anh đã đưa tiền cho ba ông cháu ạ. Vâng, cũng không sao, cái này không sao cả. Anh cũng của ít lòng nhiều thôi em ạ. Nói chung là cũng giúp đỡ được các em gọi là cái nào hay phần đó để các em nó chi tiêu sinh hoạt được ngày 1 hay ngày 2 thôi. Chứ anh cũng nuôi mấy anh em để đi làm. Đấy, thì cũng em cũng chịu khó hỗ trợ ông mà phần nặng đi để ông ấy đỡ bất ra ngoài làm nặng này nọ nữa. Vâng. Nha. Vâng. Cố gắng em nhá. Vâng. Hải thì mặt thì khôn ngoan nhỉ? Vâng. Ừ. Đấy, vừa ông anh thì đi ra ngoài là hút thuốc với cô bác. Cháu Lực thì ở đây nói chuyện với các em thêm một chút nữa. Hôm nay thì anh Trình lên đây à? Vâng ạ. Lên có lên xem sân đất rồi đúng không? Vâng. Anh có bảo với các em là ưng không? Có thích không? Cái kiểu là có muốn làm nhà ở đấy không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế nhưng anh Trình bảo muốn làm ở đâu? Anh Trình bảo là làm ở đường á? À cái chỗ đấy á? Thế như anh Trình hôm nay anh Trình lên đây thì anh Trình có nhìn cái đất đấy nhìn có ưng không? Có. Có à? Ừ. À tại vì là cô bác là ở ngoài kia thì không có chỗ nào bán nữa rồi. Mà bán thì đất rất là bị dốc, thành ra là không có làm được. Nếu mà làm thì phải tốn rất là nhiều chi phí, làm kè lên thì mới làm được nhà. Thế thì anh Trình bảo là muốn làm nhà ghép đúng không? Vâng. Đấy nhưng mà làm nhà ghép như này thì giống cái nhà chú ấy. Vâng. Đấy. Mà cái nhà chú thì chú bảo là làm nhà thế thì mưa to thì không dám lái định ra ở đấy. Sợ. Sợ á? Vâng. À cũng có nghĩa là ngôi nhà mà làm hoàn toàn bằng sắt thì mưa to thì không dám. Vâng. Không dám ở đấy à? Vâng. Thế thì chú ra ở đâu? Không ở đấy ấy. Chú ở nhà ăn cơm, nhà nấu cơm ạ. À, là ngủ ở nhà, ngủ ở bếp nấu cơm đúng không? Vâng. Đấy. Và vừa rồi thì anh cũng có nghe ông với Hải kể với anh bảo là có ai bảo là không muốn cho các em làm nhà ở trên này sao đúng không? Vâng. Nhưng mà cái chú đấy thì có phải là anh em họ hàng không? Không ạ. Không á? Vâng. Là em đang ở trên đấy về nói hay là gặp ở đâu là nói với em? Lúc mà em đi hộ người ta là nói á. Vâng. Là không muốn cho em làm nhà đấy à? Vâng. À anh bảo với em này, giấy tờ mình có đầy đủ, sổ đỏ mình có đầy đủ, không phải là sợ ai nhá. Vâng. Nếu mà mình không có bìa đỏ, không có giấy tờ thì mình điều đấy mình mới sợ nhá. Vâng. Đấy, tự dưng đâu ra là chú cho uống rượu say em á. À là chú bảo là nhìn chỗ đấy là không, chú không muốn ở à? Vâng. Nhưng mà là không phải chú ruột đâu chứ? Phải à, là chú nào ở bên trên gặp là nói với em như vậy đúng không? Vâng. À, anh bảo em này, thứ nhất chắc là do là hàng xóm của em người ta là thấy các em được hỗ trợ đấy. Vâng. Đấy, được tài trợ như này thì là người ta ghen ăn tức ở, có thể là người ta nói xấu bảo là cái chỗ đất đấy như này như này như nọ ở không có được. Vâng. Đấy, người ta nói với em như vậy. Em cứ yên tâm là nếu mà tiến hành làm nhà thì anh với anh Trình sẽ xem xét thật kỹ, hiểu không? Mọi cái là bọn anh xem xét thật kỹ để mới cất cho các em là được ngôi nhà như vậy nhá. Chứ không là không có xem xét thật kỹ là mình là cũng sợ là ở dăm ba nửa tháng hay là nó bị như nào đấy, bị sạt hay là bị như nào đấy thì điều đấy thì nó sẽ không có xảy ra nhá. Đấy. Còn cái việc mà chú kia nói ấy, thì là kệ chú kia nói nhá. Cái đất đấy là có sổ đỏ, có đàng hoàng đúng không? Vâng, đấy. Có hết thì không có phải sợ điều đấy. Vâng. Không biết tự dưng đâu ra có chú uống rượu say lại bảo với em Sử là không cho làm nhà ở đấy. Chắc là do say rượu hay sao ấy, rất là kỳ cục cô bác.
có bà con ở trên này thì hay có kiểu mà ghen ăn tức ở, hay mà gọi là ngoái điểu nhau của bác này. Hôm nay thì cháu Lực lên với các em thì cũng nhờ cái ông anh mà làm bên xây dựng đấy, thì là về lên với cháu Lực để mà xem và có thể là nói cho cháu Lực biết. Và anh ấy lên thì cũng có là trao cho các em thêm là một cái phần quà nữa là 500 ngàn để giúp cho các em là mua thêm thức ăn nhá. Đấy. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em và giúp đỡ được những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ lên. Cảm ơn tất cả quý cô bác, anh chị rất là nhiều. Và bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Chúc quý ông bà thật nhiều sức khỏe. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Con chúc quý em bà thật nhiều sức khỏe. Cháu cho tặng biệt quý em bà, cô chú, anh chị. Rồi. Các bạn ấy là cái tập bé rồi. Thôi bây giờ thì anh cũng đi về nhá. Hay vừa rồi thì cháu Lực cũng muốn nói với ông là nói bằng tiếng Trung và xin phép ông là bây giờ thì cũng đi về thôi cô bác ạ. Đấy, hai anh em thì ở lại nhá. Rồi. Ở nhà có chuyện gì xảy ra được không? Không ạ. Ở nhà có cái thiếu thốn điều gì nữa không? Không à? Được, thiếu thì bảo anh nhá. Đấy, bảo anh hoặc là bảo anh Trình nhá. Vâng ạ. Rồi.